Xin chào mừng các em đến với lớp học online phòng chống COVID môn ngữ văn lớp 7. Nội dung của bài học ngày hôm nay thì thầy sẽ cho chúng ta ôn tập lại kiến thức, hệ thống kiến thức cũ. Thế vậy, để củng cố lại kiến thức cũ thì chúng ta trả lời cho thầy giáo hai câu hỏi như sau. Một là nêu các bước làm bài văn lập luận chứng minh. Hai là nêu dàn bài của bài văn lập luận chứng minh. Các bạn ta thấy rằng đối với các bước làm bài văn lập luận chứng minh thì gồm có 4 bước. Bước 1, chúng ta đọc kỹ đề và tiến hành tìm hiểu đề và tìm ý. Bước 2 là chúng ta dựa vào các ý đã tìm được và lập dàn bài. Bước thứ 3 là từ dàn bài thì sẽ viết bài, viết bài thành bài văn hoàn chỉnh. Cái bước 4 đó là chúng ta đọc, rà soát lại các lỗi chính tả, cách dùng từ, cách ngắt câu, rồi lỗi liên kết, rồi về hình thức, rồi về nội dung. Về dàn bài văn lập luận chứng minh thì ở phần mở bài là các em nêu luận điểm cần chứng minh, phần thân bài nêu lý lẽ và dẫn chứng để làm rõ luận điểm, và phần kết bài là nêu ý nghĩa của luận điểm đã được chứng minh. Luyện tập lập luận chứng minh. Thế để giúp các em nắm chắc và biết cách làm một bài văn chứng minh thì tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi luyện tập. Chúng ta vào phần 1, đó là chuẩn bị bài nha. Thế vậy, người ta cho chúng ta một cái đề bài, đó là chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Thế vậy, chúng ta sẽ vận dụng các bước làm một bài văn nghị luận chứng minh, bài văn lập luận chứng minh. Thì chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên, đó là công việc tìm hiểu đề. Thế vậy, ở trong công việc tìm hiểu đề, chúng ta phải xác định được kiểu bài, yêu cầu, vấn đề cần chứng minh, cách lập luận. Thế vậy, chúng ta thấy rằng quan sát được đề thì chúng ta thấy rằng kiểu bài, đây là kiểu bài văn chứng minh, nghị luận chứng minh. Và yêu cầu, đề nêu ra một tư tưởng thể hiện bằng các câu tục ngữ và yêu cầu chúng ta cần phải chứng minh điều đó. Về vấn đề cần chứng minh, đó là lòng biết ơn những người đã tạo ra những thành quả để mình được hưởng. Đó là một đạo lý sống đẹp của người dân Việt Nam. Về cách lập luận thì ở đây chúng ta phải đưa ra những lý lẽ và những dẫn chứng cụ thể. Sau khi chúng ta tiến hành tìm đề thì chúng ta sẽ sang bước thứ hai, là chúng ta tiến hành lập dàn bài. Thì lập dàn bài ở trong đối với đề này thì ở phần mở bài các em phải nêu được là dân tộc Việt Nam có truyền thống đạo đức tốt đẹp được xây dựng trên nền tảng của tư tưởng nhân nghĩa. Rồi thứ hai là suốt mấy ngàn năm nay nhân dân ta thường nhắc nhở câu sống theo đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Và những câu tục ngữ trên thì đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sau khi chúng ta tiến hành mở bài rồi thì chúng ta có hai cách, có thể mở bài một cách trực tiếp hoặc có thể mở bài một cách gián tiếp. Thầy giáo đã hướng dẫn ở các tiết trước rồi. Thì các em phải đi giải thích được ý nghĩa của hai câu tục ngữ. Một là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nghĩa đen của nó là quả ở đây là trái cây, và được ăn quả chín ngon ngọt là một sự hưởng thụ sung sướng, phải biết ơn những người đã trồng ra cây đó. Về nghĩa bóng, quả là thành quả lao động, mọi giá trị vật chất và tinh thần đều phải từ lao động mà có, được hưởng thụ thành quả lao động là phải biết ơn những người đã có công tạo dựng nên. Và về uống nước nhớ nguồn, nghĩa đen, uống ngụm nước mát thì phải biết nước lấy từ đâu được mà có,
Nguồn là nơi bắt đầu của dòng nước. Nghĩa bóng, được hưởng thụ một thành quả nào, phải biết thành quả ấy từ đâu mà có. Nguồn là nguồn gốc, là cội nguồn. Câu tục ngữ không chỉ nhắn nhủ bài học về lòng biết ơn, mà còn gợi lên tình cảm cội nguồn sâu xa và thiêng liêng trong tâm linh người Việt. Được cái đề trên thì cái thứ nhất là các em cần phải đưa ra cái luận điểm để chứng minh là từ xưa dân tộc Việt Nam ta luôn luôn nhớ tới cội nguồn, luôn luôn biết ơn những người đã cho mình được hưởng những thành quả, những niềm vui sướng trong cuộc sống. Đến nay, đạo lý ấy vẫn được những con người Việt Nam của thời hiện đại tiếp tục giữ gìn và phát huy. Và chúng ta đưa ra những dẫn chứng cụ thể, những dẫn chứng thực tế trong đời sống. Ví dụ như trong gia đình thì có những ngày giỗ, ngày Tết, ngày thượng thọ, vân vân. Rồi là lễ hội trong làng, xóm, trong họ tộc. Rồi là nhớ ơn vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc là Bác Hồ. Rồi ngày thương binh liệt sĩ, ngày nhà giáo Việt Nam. Rồi trong phong trào thanh niên tình nguyện. Rồi dẫn chứng về suy nghĩ về lòng biết ơn, đền ơn, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng. Rồi chúng ta thấy rằng rất nhiều, ví dụ như trong những cái ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng ở thôn thượng chúng ta chẳng hạn, đúng không ạ, thì có ngày thượng thọ. Và cái thứ hai là chúng ta cần phải phê phán, lên án những hành vi vong ân bội nghĩa, rồi đánh giá tình cảm biết ơn các thế hệ đi trước, bài học cho bản thân. Ta có thể lấy dẫn chứng là văn thơ, là ca dao, là tục ngữ, những bài đó để chứng minh cái nội dung vấn đề là có thật trong thơ văn. Ví dụ ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng không thơm. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Hoặc là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Ở phần kết bài thì các em cần phải làm được, phải khẳng định lại, nói chung, nhớ ơn những người đã đem lại hạnh phúc, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho ta là việc làm hiển nhiên, mang đạo lý. Và đó là một bài học muôn đời, chúng ta hãy phát huy truyền thống tốt đẹp đó của ông cha ta. Các bước rồi, chúng ta sẽ thực hành, sang phần 25 mã thực hành, chúng ta sẽ tiến hành viết phần mở bài. Chúng ta tự viết phần mở bài. Và đối với phần mở bài thì thầy giáo có hai cách. Cách thứ nhất là các em có thể tham khảo là sống theo đạo lý là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân Việt Nam từ xưa nay. Trong đó lòng biết ơn là một đạo lý sống luôn luôn được đề cao. Hai câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ nguồn chính là những lời tâm niệm thiêng liêng của người Việt Nam về tình nghĩa ở đời. Sang cách 2, ca dao tục ngữ là viên ngọc quý trong kho tàng văn học dân gian. Nếu những bài ca dao là những lời ru ngọt ngào, thì tục ngữ là những kinh nghiệm, những bài học về đạo lý sống quý giá. Một trong những đạo lý ấy chính là lòng biết ơn được ông cha ta đúc kết bằng hai câu tục ngữ ăn quả nhớ kẻ trồng cây và uống nước nhớ nguồn. Với phần thân bài thì thầy sẽ cho chúng ta tham khảo một cái đoạn văn giải thích hai câu tục ngữ. Tuy là hai câu tục ngữ khác nhau, cách diễn đạt cũng khác nhau, nhưng cả hai đều chứa đựng bài học luân lý về cách sống, về tình nghĩa cao đẹp của người Việt Nam với nhau.
Khi ăn trái ngọt, ta phải nhớ ơn người đã dày công vun trồng, chăm sóc từ khi cây còn non đến lúc ra quả ngọt trái chín. Được uống ngụm nước ngon lành, mát lạnh, nhất định ta không được quên cội nguồn, nơi dòng nước chảy tới. Vẫn là đặc điểm quen thuộc của tục ngữ, vẫn là những hình tượng trưng độc đáo và hàm xúc, vẫn là lời răn dạy về lòng biết ơn. Người được hưởng thành quả lao động thì phải biết ơn người tạo ra nó. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, ta không quên được. Ta không quên ơn những người mang đến cho ta sự ấm no, hạnh phúc. Tham khảo một đoạn văn chứng minh. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả những kẻ trồng cây vốn đã đi vào đời sống là nét đẹp trong phẩm chất của người Việt. Gần gũi là thờ cúng ông bà tổ tiên mỗi khi Tết đến, dỗ chạp trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục con cháu. Rầm rộ hơn là những lễ hội được tổ chức hàng năm tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc. Đối Bác Hồ đã dạy, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vì thế, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Cứ đến dịp lễ hội đền Hùng Phú Thọ, nhân dân ta lại nô nức kéo nhau về nơi quê cha đất tổ để tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua hùng. Ở mỗi làng, mỗi thôn xóm đều diễn ra các hoạt động lễ hội, đều diễn ra các hoạt động hội làng đều đặn nhằm ghi tạc công lao của các vị thành hoàng làng, tổ nghề, rồi tổ sư, v.v. Ở phần kết bài thì thầy có thể cho các em tham khảo một cái đoạn văn sau. Ở cách 1 là đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn đã trở thành một cách sống, một nếp sống quen thuộc, mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi người Việt Nam đều có quyền tự hào về truyền thống ấy và phải biết sống xứng đáng với truyền thống đó. Cách 2. Những phong tục, lễ hội, những việc làm ấy trở thành hoạt động không thể thiếu của người dân Việt Nam. Bởi nhớ ơn người mang lại cho mình cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trở thành lẽ tự nhiên, trở thành nếp nghĩ và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Đó cũng là đạo lý làm người của dân tộc Việt Nam. Đối với người học sinh, thể hiện lòng biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô bằng các hành động cụ thể chính là đang thực hiện đạo lý làm người. Thế vậy, đối với đây là tiết học online, cho nên là các bạn không thực hành được. Cho nên là chúng ta ở nhà, chúng ta sẽ tiến hành viết bài, viết đoạn, viết bài. Sau đó đến khi nào đi học, thầy giáo sẽ kiểm tra. Ở nhà, chúng ta sẽ ôn tập phần lý thuyết đã học và chuẩn bị viết bài tập làm văn số 5, văn nghị luận chứng minh. Và chúng ta sẽ làm mẫu một cái đề, đó là đề văn số 3 trong sách giáo khoa 159 vào bài viết. Tiết học chúng ta đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.